cái trải nghiệm cũng như là những cái kỹ năng, những cái rào cản khó khăn trong quá khứ của mình. Tuy nhiên là vì không có nhiều thời gian quá, cho nên là tôi muốn rằng là ở buổi chiều ngày hôm nay cũng chia sẻ cho tất cả các anh chị những câu chuyện của tôi trong thời gian là khởi nghiệp từ con số là 1 triệu đồng đến con số 10 triệu đồng và đến ngày hôm nay con số là 1 tỷ rưỡi một tháng lợi nhuận ạ. Và tôi mong rằng là những con số này của tôi nói ra có căn cứ và thực tế, cũng như giúp cho anh chị có những cái bước nhìn xa hơn về công việc của mình, không dễ dàng là mình bỏ cuộc bởi bất kỳ lý do nào cả. Và mong rằng là sau buổi buổi chiều ngày hôm nay chúng ta có thể kết nối nhau nhiều hơn, cũng như là sẵn sàng cho một năng lượng buổi chiều nay chúng ta có thể đón nhận kiến thức của chúng ta tốt hơn không ạ? Vâng ạ. Thời gian cho anh chị đến buổi trưa ngày hôm nay nghỉ ngơi, đến đầu chiều chúng ta quay lại và có thể sẽ chia sẻ với nhau nhiều hơn không ạ? Trong buổi chiều nay thì như tôi đã chia sẻ, tôi sẽ trình bày hai chủ đề nữa liên quan đến việc bán hàng trên Facebook cá nhân và livestream. Đấy, tôi sẽ trình bày trong khoảng 1 giờ. Sau đó thì sẽ đến phần tiếp theo của là phần chia sẻ kinh nghiệm bán hàng cũng như là khởi nghiệp của nhà tài trợ và của em Kiều Anh, CEO của Champion Group. Thì cũng phải chia sẻ với các bạn là các anh chị là Kiều Anh thì vừa xuất hiện rồi, nhưng mà cái thời gian xuất hiện nó ngắn quá. Tôi thì có cái thời gian làm việc với Hồ, với Kiều Anh nhiều hơn các anh chị, thì tôi thấy rằng là cái mô hình kinh doanh của Chame cũng là của hai bạn làm rất là tốt, và thực sự là doanh thu của các bạn ấy một con số rất là tuyệt vời, thu nhập cũng tương đối là khủng khiếp. Các bạn tưởng tượng là thu nhập tầm tiền tỷ một tháng là nhiều hay là ít ạ? À, là quá nhiều ạ. Vâng, thế là đúng rồi đấy ạ. Vâng, là quá nhiều tức là đúng, bởi vì rất nhiều doanh nghiệp bây giờ không có nổi tiền lời sau khi trừ đi chi phí hoạt động, kế toán này không có nổi vài trăm triệu tiền lời, chứ đừng nói là tiền tỷ tiền lời như vậy. Và tại sao tôi lại thích cái sản phẩm này? Trong số rất là nhiều các sản phẩm mà họ mời tôi, rất nhiều công ty họ mời tôi, các bạn có muốn nghe không? Vâng, lý do thật là gì? Thì thực ra đây, như phân tích thì tôi thấy rằng là hiện nay là mọi người, nhất là ở Việt Nam chúng ta là ăn uống là sướng hơn ngày xưa rất là nhiều rồi. Chúng ta không có phủ nhận điều đó. Đồ ăn ngon, đúng không ạ? Và chúng ta ăn rất là nhiều, cho nên tỷ lệ tăng cân và béo phì ở Việt Nam tăng rất là nhanh. Thứ hai nữa là phụ nữ sau sinh bao giờ cũng bị tăng cân tự nhiên. Tức là do quá trình sinh nở của họ khiến họ trở nên bị tăng cân. Và họ luôn luôn đi tìm một trong số các giải pháp để quay trở lại cái cân nặng để đẹp hơn. Mà cái vấn đề đẹp đối phụ nữ bây giờ rất quan trọng, đúng không ạ? Bởi vì sao? Thứ nhất là đồng nghiệp mình nó đẹp quá, rồi bây giờ phải lo lắng về cái chuyện là gì ạ? Mình không đẹp thì chồng không thích, mình không đẹp thì mình không thích, mình không đẹp thì chồng có thể đi ngoại tình. Tất nhiên không phải là ngoại tình tất cả các lý do đều là không đẹp, không phải như vậy, nhưng mà ý tôi muốn nói là nó có cái động lực để khiến các bạn làm đẹp, đúng không ạ? Và làm đẹp thì nó có rất nhiều cách, giảm cân đi, có người đi hút mỡ, đúng không? Hút mỡ thì cắt đường hút ra tận sông Hồng, đúng không? Bây giờ có chưa nhìn thấy, biết vụ đấy không? Thẩm mỹ cắt đường đấy, đi hút mỡ đấy, hút ra tận sông Hồng. Hả? Ồ, hút mỡ, không phải nâng ngực. Ừ, chính xác bạn nào là đúng là cả hút mỡ cả nâng ngực là đúng. Tức là hút mỡ ở bụng để đẩy lên ngực, nhưng mà nó đẩy ra tận sông Hồng rồi, giờ vẫn chưa nhìn thấy, mấy năm rồi. Đấy, thứ hai nữa là mọi người có thể đi tập gym, yoga, kiêng này nọ, cũng mất thời gian lắm, rất vả lắm. Đấy, một trong những phương pháp mà chị em rất là hay tìm đến đấy là thuốc giảm cân. Thì đấy là một trong lý do khiến cho sản phẩm này bán rất là dễ. Thì vì mọi người phải biết là tại sao công ty có doanh thu lớn, tại sao công ty có lợi nhuận lớn là nó có nguyên nhân. Giống như vừa nãy nói chuyện với chị, nói chị tên là gì ạ? Chị Lưu, đúng không ạ? Cảm ơn chị. Chị Lưu có nói là chị bán giày dép ạ. Vâng. Thế thì tôi không bán giày dép thì em tôi không ngại gì cả. Nhà công ty tôi làm rất tốt nhưng doanh số không thể tăng được.
Vì thực ra các cháu, một năm các cháu chỉ mua của tôi 2 đến 3 đôi giày là hết, hè thôi, đông thôi là hết. Đấy là nhà có điều kiện, nhà không có điều kiện thì đợi nó đi mòn, mới đợi nó lớn, chậm mới đi thì mới mua đồ mới. Đấy, cho nên là kể cả bạn tốt thì bạn vẫn bị giới hạn. Chưa kể đến giày thì 1.000, 1 tỷ tháng năm bán, đúng không ạ? Nên là chị sẽ thấy là nó có người bán được là không bán được, phần lớn là đều gặp bị cái giới hạn về dung lượng thị trường. Đấy là tôi nói là cái giới hạn về dung lượng thị trường. Còn sản phẩm này nhé, rất là tốt. Người ta béo lên, người ta uống thuốc giảm cân, nó giảm được. Sau đó là đến Tết, tám có mấy cái bánh trưng vào, đúng không ạ? Lại người vuông ra, sau sang năm lại tìm cái thuốc đấy, người ta mua rất là nhiều. Thì đấy là một cái lý do mà tôi muốn chia sẻ với anh chị về cái việc mà chúng tôi tại sao lựa chọn sản phẩm này, hay là tại sao tôi lại lựa chọn sản phẩm và công ty Trang Lê để cùng hợp tác và cùng tư vấn cho các bạn ấy. Mặc dù thực sự mà nói thì các bạn ấy là bậc thầy của tôi về sản phẩm, về sản xuất. Tôi chỉ xin phép là cố vấn linh tinh một tí về phát triển hệ thống, về bán hàng, về marketing thôi. Thì các bạn ấy đã lựa chọn được một sản phẩm rất tốt, tôi đánh giá cao cái sản phẩm đó. Rồi, xin mời trở lại cho tôi việc bán hàng trên profile ạ. Tiếp tục, bây giờ bán hàng trên trang cá nhân thì hầu hết tất cả mọi người đều có Facebook rồi nha. Đấy, nhưng mà có người bán tốt, có người không bán tốt. Mọi người vẫn tin rằng là có những bạn ấy đăng một số Facebook bạn ấy bán sữa đấy. Có một mẹ bạn ấy bán sữa, đăng một số Facebook bán hết một container sữa. À đúng rồi, tối rồi nghe kinh khủng quá. Rất đơn giản, mẹ đấy có 70.000 theo dõi là mẹ, tức là những người theo dõi là khách hàng, là các mẹ bình sữa đang nuôi con. Nó đăng lên là gì? Em vừa về sữa giá rẻ, họ kia giảm giá này kia, hay là có người vào 10 hộp, 12 hộp, 13 hộp bán hết cùng container. Mà trong khi đó cửa hàng thì vân vãi không bán được. Đấy, thế rồi có những bạn tôi biết livestream bán khoảng độ doanh số của bình quân 4 đến 5 tỷ tiền quần áo một tháng. Cứ lai chi làm gì thế không? Mặc quần áo, đây đặt cái camera ở đây này, đặt cái camera ở đây. Thế là cứ mặc cái váy này vào. Thế là 50 nhé, 100 nhé. Váy này 50 nhé, 100 nhé. Rồi, thế thôi là sẽ comment ấy. Rồi nhé, bán chị Lưu nhé, chị Lưu để lại số điện thoại nhé, chị Lưu nhé. Xong rồi, chạy sang đây. Nó không vào hình ấy, thay váy lại đi vào. Đấy, váy là 101 nhé, váy là 101 nhé, ok. Kiểu như thế. Đừng cười, tháng nó kiếm 700 triệu tiền lãi. Nó bán 4 tỷ thì 700 triệu là bình thường. Vì nó có mất cái gì đâu. Tôi hỏi anh chị mất chị cái gì nào? Mất cái gì nào? Tôi hỏi anh chị mất cái gì nào? Cửa hàng không có, cửa hiệu không cần, ra chi tại nhà, đóng cái giá sát đằng sau để đầy quần áo đấy. Xong thì livestream đứa hỗ trợ là con em ở quê, giả lương 3 triệu sợ nhiều quá. Cứ thế đứng nó nhặt đơn, con này cứ vào. Nhá các tình yêu ơi, nhá, cả bạn này bao nhiêu? Cả bạn này 50 nhá. Cả bạn này 50 mua không? Thực tế 3 giây, 5 giây, 10 giây xong hết rồi. Chốt đơn lại chạy ra, lại cái khác đi vào. Cái này 101 nha, cái này 102 nha. Giống chị làm ấy. Nhưng mà chị làm gì thích anh xem. Chị hiểu không? Nó lại chim liên tục một năm nay rồi. Ngày nào nó cũng lại chim rồi. Thế thì trên nền tảng profile bây giờ nó có rất nhiều công cụ để bán. Việc đầu tiên tôi cần anh chị làm đấy là phải xây dựng thương hiệu cá nhân. Một khái niệm rất mới mẻ với anh chị. Các chị thường thấy đấy là thương hiệu của sản phẩm, của doanh nghiệp. Ít khi anh chị biết đấy là thương hiệu của cá nhân.
thương hiệu cá nhân là thế nào, nói đến anh Phan Anh mà nói đến cái gì, đấy là thương hiệu cá nhân nha. Bạn Hoa làm bác sĩ nhưng mà chả ai biết cả, người ta nhắc đến Hoa là ôi đừng vào tay bà này chết nhiều lắm rồi, thì đấy không thể là thương hiệu cá nhân được, đúng không? Đau dạ dày cắt sang gì dạ con luôn đấy, đấy là thương hiệu cá nhân à? Không được. Thương hiệu cá nhân là người ta nhắc đến mình, ví dụ mình là bác sĩ hàng đầu về mổ cái này, về mổ cái kia, mình là chuyên gia hàng đầu về bán hàng trực tuyến, đúng không ạ? Hay là mua đồ Thái thì gặp chị này, mua đồ Pháp gặp chị kia, đúng không ạ? Hay là đây có mấy bạn học trò của tôi, đúng không ạ? Đấy, ông Trung Phụ Khoa, đúng không? Thế là chuyên bán sản phẩm là dung dịch vệ sinh phụ nữ. Hay là gì ạ? Hay đây trêu là gì? Ông Hoàng Vùng Kín, đúng không ạ? Chuyên bán thì ạ, nước hoa Vùng Kín. Thế nên đấy là cái vui với nhau ạ, đấy là cái vui. Kể cả cách mà người khách hàng gọi về bạn như thế, bạn cũng thành công. Quan trọng là gì ạ? Sản lượng bán. Vậy câu đầu tiên là mình phải xác định được mình là ai, mình muốn làm gì ở trên mạng nha. Ở đây là để phục vụ bán hàng, không phải là một cái chỗ để đi chơi. Còn Facebook cá nhân để thôi em ngại đăng lắm, bạn bè nhiều, ok, đấy là việc riêng của anh chị, tôi không quan tâm. Tôi chỉ quan tâm đến việc là gì, anh chị bán hàng thì anh chị phải xuất hiện. Tôi thấy anh chị không xuất hiện thì ta sao biết anh chị đang mở mua và bán, đúng không? Đọc sợ bây giờ lên Facebook cá nhân của một người nghèo kèo khoảng 100 bạn đăng cái hình mình méo mó xấu là xấu, bảo bán quần áo các chị có mua không? Tôi hỏi thật, các chị là khách hàng có mua không? Không, đúng không? Thế đặt câu hỏi thế như thế nào thì các chị mua? Một người như thế nào thì các chị đang mua? Thì hãy biến mình trở thành người như thế, đúng không? Bây giờ anh Phan Anh mà đứng lớp tổ chức hội thảo, nghe anh Phan Anh nói nhiều rồi, phê rồi, cứ lớp của anh Phan Anh mở là mình đến. Bởi vì sao? Mình đã trải nghiệm, mình đã thấy sản phẩm tốt, dịch vụ tốt. Nhưng mà lên thì thấy ui dồi ôi, suốt ngày người ta vào tường, người ta đòi nợ, rồi người ta chửi bới, rồi người ta nói là dùng sản phẩm không ra gì, có bán được không ạ? Không bán được. Nha, định vị, mình làm thời trang, mình làm mỹ phẩm, mình làm giáo viên, gì cũng được. Bây giờ rất nhiều lĩnh vực ra tiền, rất nhiều lĩnh vực ra tiền. Thậm chí nhé, có một cô bé em tôi, nó mở một cái trung tâm dạy các cháu làm người mẫu, thuê mấy bọn giáo viên thể dục về hướng dẫn các cháu uốn éo một tí, thế mà tháng doanh thu mấy trăm triệu. Nó rất là dễ, nhiều cách kiếm tiền lắm, chứ không phải là cứ phải mở cửa hàng cửa hiệu ghê gớm mới là kiếm được tiền đâu. Thế rồi muốn bán được hàng ở trên Facebook ngoài xây dựng thương hiệu cá nhân thì mình sẽ phải trả lời này, mình có bao nhiêu bạn bè nhá. Doanh số sẽ được đo lường bằng số lượng bạn bè và số lượng theo dõi, đồng ý không? Đồng ý không ạ? Rất đơn giản, nguyên tắc của nó là nhiều người vẫn biết bạn thì khi bạn đăng hình lên thì sẽ có nhiều người nhìn thấy, nhiều người nhìn thấy thì sẽ có cơ hội bán hàng. Nào, mở một cái shop bây giờ một ngày chưa chắc có 10 người bước vào cửa hàng, ok, nhưng mà đăng một cái hình lên có thể có hàng trăm comment, thì điều gì khiến bạn quan tâm? Bạn mở shop hay là bạn đi học viết bài? Đấy, cái văn phòng tôi thuê ấy, tầng 1 là tôi ở tầng 2 đến khoảng 2 năm rồi, thì tầng 1 cứ khoảng độ 6 tháng có một thằng đi, sau này tháng sau lại có một thằng đến, sau 6 tháng tiếp theo lại có một thằng đi. Bởi vì sao? Mở cửa hàng ấy, cả ngày chả thằng nào hết không? Mở cửa hàng ra xong ngồi đợi với bọn khách đi qua. Bây giờ khách nó bận quá, làm hội thảo miễn phí nó không đi như này, thì làm sao mà mở cửa hàng của mình mà lại có người đi qua được, hiểu không? Nó làm gì? Rồi vừa dạy rồi, sáng nay dạy rồi đăng lên
Và bây giờ sẽ chi tiết vào một kênh Facebook cá nhân. Khẳng định luôn, Facebook cá nhân bán cực kỳ tốt. Nghe lời tôi, dành thời gian ra cho việc đấy, chăm chút bản thân, đấy, sống ảo một tí cũng được, nhưng tốt nhất là sống thật. Trước đây có những người không bao giờ chịu đăng Facebook, điển hình như là bạn Sophie lúc sáng. Không bao giờ đăng, bạn nói với tôi là em còn cực đoan về online. Cực đoan, người ta bảo là em làm gì em không làm. Thế nhưng rồi một hôm em xem một cái bạn live stream, bạn ấy trời ơi, bạn ấy không chuyên nghiệp một tí nào. Bạn ấy bán sản phẩm xấu quá cả, dọc Sài Gòn. Trời ơi, bạn ấy nói chuyện rất là bình thường, cũng có hay à. Mà tại sao một buổi live stream bạn bán được cả 100 sản phẩm? 100 sản phẩm, 200 sản phẩm một buổi live stream. Em rất là tò mò, em muốn làm. Đấy. Tất cả đấy sẽ được trả lời bằng số lượng bạn bè các bạn có nha. Hôm nay về đặt mục tiêu ra số lượng bạn bè tăng. Về mặt số lượng, tăng nhanh về số lượng. Trước hết là quan tâm đến số lượng, ok. Thứ hai là quan tâm đến chất lượng. Chất lượng là sao? Ví dụ mình bán thuốc giảm cân thì khách của mình cứ kết bạn với những con béo, đúng không? Thế tôi nói cái gì sai mà? Thế bây giờ lại đi kết bạn với vai à? Đợi ông mua à? Xin lỗi, cái này quá đẹp rồi. Mà có mặt béo thì đâu, có mặt bụng 120 cũng mặc kệ. Thế thì bán cho ai? Không bán được, đúng không? Cứ các em nào càng trẻ, càng đẹp, càng sang chảnh nha, kết bạn là chết luôn. Hiểu vấn đề chưa? Bán giày dép, kết bạn với những em trông hình ảnh phải sáng bóng, hiểu chưa? Đấy, trông lúc nào cũng bóng mượt thì những em đấy sẽ rất là cần nhiều giày dép, ok. Đấy là cách chúng ta kết bạn. Chúng ta phải xác định được cái mục tiêu. Xác định cái mục tiêu, sau đó chúng ta đi kết bạn với họ. Nhưng mà khổ lỗi thế này, kết bạn bây giờ nó tích ừ. Vì sao nó vào trong mình lại qua này lại bán hàng cái gì? Đấy, suốt ngày đang nấm cha ca thế qua này lại bán nấm của mình đi. Tích ừ. Thế thì mình phải hot, mình phải đẹp, mình phải hay, mình phải hấp dẫn thì nó mới ừ. Đồng ý không ạ? Vì sao? Ngày xưa nhá, bạn nó lèo kèo, bây giờ đứa nào phải phun 5.000. Đúng chưa? Mà cái năm 2012 hồi đấy chưa gặp tôi, mãi bây giờ mới gặp, bắt đầu làm thì đi kết bạn mà nó phun hết rồi. Suốt ngày em học trò tôi suốt ngày vào thầy, sao không kết bạn em? Còn mày nhìn thấy tao học chỗ không? Đúng không? 5.000 bạn cách đấy 10 năm rồi, xong độ 30.000 theo dõi, hết chỗ thì làm sao được? Thế bây giờ phải làm nào? Đứa nào thân thì bảo đợi đợi thầy, thầy đẩy một đứa không biết ăn. Để cái slot cho mày. Vì công cụ nó chỉ cho thế thôi, chứ thầy chảnh gì đâu. Các chị đồng ý không ạ? Công cụ nó chỉ cho thế thôi. Thế bây giờ mình là người đến sau thì mình phải chấp nhận. Thôi mày theo dõi thầy đi, thầy phải nói thế. Thế kết bạn không cần nhiều, em chỉ cần 5.000 thôi. 5.000 là